Xin chào các bạn, đây là cụ sạc Zmi 65W hiện đang bán ở trên Shopee với giá là 399k. Đây là cụ sạc nhanh có 3 cổng, 1 cổng C và 2 cổng A. Công suất lớn nhất của cổng C là 65W, còn cổng A là công suất 18W. Bên trong là tờ thông tin sản phẩm có tiếng Anh. Đây thể hiện thông tin sản phẩm đầy đủ. Hai cổng A và một cổng C. Bên ngoài sản phẩm này cũng khá là hoàn thiện. Nhựa chắc chắn. Ở trên đây có 3 cổng. Phía này có tem bảo hành của shop bán hàng. Ở đây cũng có thông tin về sản phẩm nhưng mà bằng tiếng Trung Quốc. Còn đây, chúng ta sẽ so sánh với cái cụ sạc chính hãng của iPhone. Cụ sạc iPhone nhỏ hơn nhưng mà chỉ có một cổng, còn cái này to hơn nhưng mà có tới 3 cổng. Cụ sạc của Zmi này cũng có hỗ trợ sạc nhanh cổng C nè. Cổng A cũng hỗ trợ sạc nhanh.